Ok, tiếp theo là đây là một bạn tới từ Bà Rịa Vũng Tàu, 13 tuổi, Sky Tùng. Nè. Anh Khánh ơi, anh có thể lấy cái điện thoại gọi cho chị My không đó hả? Anh tỏ tình hay là nói một câu gì đó thật dễ thương với chị My được không? Anh cảm ơn anh, anh chúc anh luôn thành công trong cuộc sống. Anh Khánh ơi, anh có thể lấy điện thoại gọi cho chị My không? Bây giờ là lấy điện thoại gọi cho My trước nè. Ồ, thì nó cũng là bắt đầu trước mà. Ừ thì đúng rồi. Nó đâu có làm sao đâu. Giờ gọi luôn hả? Lỡ My đang bận gì sao? Hello. Hello. Yo. Yo. Yo, what's up? Where are you now? Tới Nha Trang. Đi đâu ra Nha Trang? Đi tắm biển hả? Đi diễn. Đi diễn. Tôi gọi vậy là biết cái vụ gì rồi không? Yeah, I know. Yeah, I know. Tưởng là im lặng ai ngờ. Ồ, dễ gì cha. Ghê đẹp, ghê đẹp. Bot Facebook y xèo chứ làm gì không biết được. Nói chung là Khởi My đã tham gia rồi cho nên đừng có hòng mà kiểu như là phủ đầu Khởi My ha. Dạ. Dễ quá à. Thôi nhưng mà cũng nên nói cái câu gì đó dễ thương đi. Gì? Yeah. Trong đây có bạn kêu tỏ tình hay là nói một câu dễ thương hay là nói một câu đúng dễ rồi. Thương anh okay. Nói một câu dễ thương một câu dễ thương phải không? Chuẩn bị chưa là nói với My á hả? Một câu rất là dễ thương nha. Ok ok nghe nè. Đừng hít mắt thịt nha. Ẩm mà đẹp quá bà bộ của chú xe giờ. Ghê quá rồi. Ok, qua.